Chào các bạn, sau một thời gian sử dụng loa Bluetooth thì có rất là nhiều bạn than phiền về việc cái sử dụng loa Bluetooth mà có cái âm thanh khởi động khá là lớn, gây ra những bức xúc và có nhiều bạn rất là cay cú, tìm đủ mọi cách để có thể fix cái lỗi mà âm thanh khởi động nó lớn á. Thì cái video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cách mà fix lỗi đơn giản nhất và ai cũng có thể làm được ha. Đây cho bạn xem cái hiện tượng này này. Đấy. Âm thanh khởi động của nó rất là lớn, gây ra rất là phiền phức cho nhiều người ha. Thì mình sẽ chia sẻ một cái cách siêu đơn giản luôn. Trước khi mình chia sẻ cái cách đó thì mời các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng như là chia sẻ like và chia sẻ đến tất cả mọi người được biết đến cái video này ha. Rồi cảm ơn các bạn và chúng ta cùng làm việc, cùng fix cái lỗi này ha, cho nó nóng luôn ha. Đây nhá, các bạn chuẩn bị cho mình một cái công tắc này này. Đấy, có chữ on off rõ ràng luôn ha, để chúng ta dễ phân biệt. Đấy, công tắc có hai chân rồi. Đấy, chúng ta sẽ dùng cái công tắc này này. Ở cái loa các bạn, nó sẽ có hai dây ha. Đây, nó phải có hai dây. Thì chúng ta sẽ cắt một sợi dây đi. Và chúng ta sẽ đấu công tắc vào đây ha. Đấy, một đầu trên công tắc bên này, một đầu trên công tắc bên này. Đấy, và khi nào chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ bật công tắc ha. Bây giờ mình sẽ đấu cho bạn xem luôn này. Mình đã đấu nối công tắc này ha. Đấy, cắt một sợi dây của loa và đấu nối công tắc mắc nối tiếp như thế này. Một dây vào loa này, còn một dây vào mạch này. Còn cái sợi dây loa kia để nguyên ha, ở trong mạch này ha. Bây giờ cho bạn xem kết quả này. Trước khi mình mở on ha, giờ mình đang off này. Giờ mình mở on là nó sẽ thông cái công tắc này ha. Cho các bạn xem này. Đây là cái hiện tượng mà nhiều bạn khá là bực bối này. Đấy, loa khởi động tiếng khá là lớn này. Đấy, rất là nhiều bạn bức bối luôn. Rồi cái lúc tắt này. Đấy, thấy không? Khá là bức bối cho nhiều bạn. Nhiều bạn rất là cay cú luôn về cái vấn đề mà âm khởi động rất là lớn. Bây giờ mình sẽ giải quyết vấn đề này. Đấy, mình sẽ ngắt cái sợi kết nối của một sợi dây loa vào mạch ha. Để cho bạn xem kết quả này. Đấy, thấy không? Giờ loa không có tiếng nữa, thấy không? Ngon ngay, thấy không? Giải quyết được vấn đề mà âm thanh khởi động. Bây giờ chỉ việc các bạn khi nào mà phát nhạc thì các bạn mở cái công tắc lên là sẽ có nhạc này. Đấy. Còn bây giờ mà không có nhạc nữa thì tắt công tắc đi thì không phát ra loa, thì sẽ mất cái tiếng đó ha. Đấy, giờ mình tắt tiếng này, tắt cái mạch này. Đấy, thì nó cũng không có tiếng luôn, thấy không? Đấy, giải quyết được vấn đề ngon ngay liền hay. Đấy, một số bạn khá là thắc mắc, khá là bức xúc. Bây giờ giải quyết cái vấn đề quá là nhanh gọn, chỉ cần một cái công tắc này thôi. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha.